không cần tinh tế thế này đâu, họ chỉ chú trọng nội dung, không quan trọng hình thức. Em là chủ nhà mời khách, em không thể để khách lớn át chủ, em phải có thái độ của em. Vâng, đều nghe chị hết, chị còn không chê phiền phức thì em còn sợ gì. Cuộc sống hôn nhân có tốt không? Chị muốn hỏi phương diện nào? Tất cả các phương diện. Có cái tốt, cũng có cái không tốt. Thế cái tốt nhiều hay cái không tốt nhiều hơn? 50-50 Em như thế là không được Em đánh giá cuộc hôn nhân của em thấp quá Vốn là thế mà Chẳng lẽ chị muốn nghe em nói dối Nhìn vẻ đắc ý của em thì chính là em đang nói dối Ai đang nói dối đấy? Vợ chú đấy Em đang nói dối à? Nói dối gì vậy? Em nói dối là kết hôn tốt, hôn nhân hạnh phúc. Đấy đâu phải là nói dối, là nói sự thật đấy chứ, quá thật. Chị xem, khiêu khích đi dán thất bại rồi chứ. Hai vợ chồng cô chú người hát người phụ họa. Thế gọi là chồng hát vợ phụ họa. Là vợ hát chồng phụ họa. Được rồi, em hát anh phụ họa. Chỉ cần em hát anh sẽ phụ họa. Thế em hát không hay, anh cũng phụ họa sao? Sao em lại hát không hay được? Nếu hát không hay thì sao? Thì anh cũng phụ họa. Chỉ cần em hát, anh sẽ phụ họa. Cởi đi. Bùi mẫn quá đấy. Táo chị mua đâu nhỉ? Xin lỗi, cho tôi đi nhờ. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Nào nào. Đẹp quá. Cứ như cung điện ấy. Nào nào. Mọi người cứ thoải mái. Ngồi tự nhiên nhé. Thế này còn giàu có hơn cả địa chủ ấy chứ. Người ta là nhà tư bản tinh tế quá, địa chủ có thể so sánh được sao? Chủ yếu là sạch sẽ, bài trí đẹp. Anh Giang, không phải anh làm chứ. Quách tử uống nước đi. Ý anh là ở nhà tôi không phải làm gì phải không? Việc này chắc anh làm không nổi. Đây không phải việc lao động chân tay mà là lao động trí óc Dù là lao động chân tay hay trí óc thì đều là lao động. Đã là lao động, tôi không làm thì ai làm? Vợ anh làm đúng không? anh chẳng phải nói người ta là đại tiểu thư nhà tư bản được cơm bưng nước xót à chắc chắn là không biết làm việc gì rồi sao anh phải lớn tiếng thế sợ vợ anh không nghe thấy à anh đinh anh ta đã bán đứng anh trước mặt vợ anh ta rồi bán đứng bạn bè ư hảo hán làm hảo hán chịu anh sợ gì chứ tôi sợ gì tôi lại sợ một tiểu thư giai cấp tư sản ư tôi chẳng qua là há miệng mắc quai thôi còn chưa ăn mà anh có thể không ăn anh có thể đi về đúng đấy anh đinh anh về đi mời thần thì dễ tiễn thần khó đấy lão đinh tôi không dễ tiễn đâu đã chuẩn bị xong rồi dọn cơm được chưa ạ à? biết rồi mang đồ ăn lên đi nhanh lên vâng đào cách tử uống nước đi. Anh Giang được đấy, đùa hay thật. mắt anh đâu có mù, không tự nhìn thấy à? Diễn kịch à? Hai vợ chồng anh diễn kịch cho chúng tôi xem đấy à? Anh sướng quá nhỉ? Vừa được mời ăn cơm, lại còn diễn kịch cho anh xem nữa, muốn chúng tôi mệt chết à? Nào thôi thu dọn đi, chuẩn bị ăn cơm, nhanh lên, còn ngẩn ra đó, dọn đi dọn đi. Hôm nay uống thêm chút nhé Nào uống thêm một chút đi Trình bày đẹp quá Có định cho chúng ta ăn không đây Món nào là món nhắm đây Trông cứ như là chanh Tết đấy Tôi không đỡ ăn Thế thì anh cứ ngồi nhìn nhé Đừng ăn Đừng nói linh tinh nữa Chúng ta bắt đầu đi Tôi đề nghị chúng ta cạn chén Vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của anh Giang Khoan 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 Lúc nãy đề nghị đó hay Thì có hay Nhưng có chút vấn đề Vấn đề gì Chúng ta uống một chén thì được. Nhưng bộ dạng hạnh phúc của anh Giang có thể chịu uống bằng chúng ta sao? Đúng không thể uống bằng được. Anh Giang phải uống gấp đôi. Tôi nghĩ gấp đôi vẫn chưa được. Thế này nhá. Chúng ta uống một chén thì anh Giang phải uống hai chén. Được, thành đôi rồi mà. Tôi đồng ý. Không được, không được. Đây là điều ước không bình đẳng, không được. Đồng chí Giang, thiểu số phải phục tùng đa số. Đây là nguyên tắc của tổ chức, đúng không nào? Nào, 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 hai chén, xem ra tối nay chú rể lại phải uống say rồi trí nhớ của chị tốt thật sao chị không nhớ tới điểm tốt của anh ấy mau mang vào đi này làm thêm hai món nguội nữa nhé vâng em biết rồi em làm ngay đây ăn đi ăn đi giang đức phúc anh lợi hại quá. Đúng thật. Chúng tôi cứ tưởng thường ngày ở nhà anh ấy ngoan ngoãn nghe lời, giờ xem ra cũng có tiếng nói đấy. Thật không ngờ anh cũng tốt số. đàn ông Sơn Đông có ai hèn nhát đâu. Anh cười cái gì? Cười cái gì mà cười? Anh không phục à? Phục, tôi phục. Kịch nhà cũng diễn rồi, tôi phục kỹ thuật diễn của anh đấy. Tôi diễn kịch tôi còn diễn trèo nữa ấy. Anh nghĩ tôi diễn kịch thật à Không phải sao Mắt anh là mắt gì vậy Mắt lé à Của tôi là kim tinh hỏa nhãn Hai vợ chồng anh Chồng hát vợ phụ họa Đừng hòng qua được mắt của lão đinh tôi nhé Anh nghĩ vợ tôi là người thế à Là người chồng hát vợ phụ họa ư Không phải Thế chẳng phải rõ rồi sao Tôi bảo cô ấy giả vờ, cô ấy chịu nghe tôi ư? Có thể giả vờ không? Phụ nữ bọn họ coi trọng đại cuộc, nhất là lúc then chốt. Anh ấy bảo cô ấy giả vờ, nhất định sẽ giả vờ, mà còn giả vờ rất thật luôn. Các anh có thấy vừa nãy diễn rất giống không? Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ làm ngay. Thôi thôi, đúng là chó cắn lã động tân, không biết lòng tốt của người khác. Được rồi đồng chí lãn động tân Uống chén rượu này thì tẩy trang đi Diễn như thế khó chịu lắm Không khó chịu Xem kìa không khảo mà sưng rồi Uống đi đồng chí lãn động tân Nào nào Đồ nguội đây Không biết mọi người ăn có hợp khẩu vị không Chúng tôi ăn rất ngon Cô đừng khách sáo Ngon lắm ngon lắm ngon lắm Tôi thấy ngon hơn ở nhà ăn nhiều Hơn ở nhà ăn nhiều vừa đẹp vừa ngon thật à thế thì tôi vui lắm anh đinh sao không nói gì nhỉ lúc nãy trong bếp tôi toàn nghe thấy giọng anh thôi sao tôi bước vào đây anh lại im lặng thế anh có ý kiến gì về tôi ư có im lặng đâu sao tôi lại có ý kiến gì về cô được không có ý kiến gì thì tốt sau này hoan nghênh anh thường xuyên tới chơi được thực sự không có ý kiến gì mà có cũng không sao nếu anh ngại nói trực tiếp thì nói sau lưng cũng được dù sao có người truyền đạt lại cho tôi là được các anh cứ uống đi nhé có cần gì thì cứ gọi tôi cầu nhắc nhở lợi hại quá ôi mẹ ơi mệt chết đi được làm trâu làm ngựa không nói còn phải khom lưng uốn gối sống cái kiểu gì thế này cuộc sống cách mạng cuộc sống hạnh phúc vì lão đinh sợ kìa Nửa ngày chưa hoàn hồn Nhìn lão đinh ngây ra kìa Anh còn cười à Không thấy lo sao Anh lấy một người vợ ghê gớm như thế Sau này sẽ có lúc anh phải khóc Đến lúc đó hẳn hay Lúc nào cười được thì cứ cười trước Nào uống đi nào 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 anh giang anh kể cho chúng tôi nghe trải nghiệm hôn nhân của anh đi anh bảo sao trải nghiệm hôn nhân đúng nói đi nói đi tôi không nói đâu nói đi nói đi nói à thế các anh muốn nghe lần một hay lần hai nói cả hai chúng tôi muốn nghe cả hai lần được tôi nói vợ tôi là người thành phố đúng không đúng là người thành phố không cô ấy là người thành phố chúng tôi đều biết còn là người đẹp thành phố nữa người đẹp thành phố có gì mà ghê gớm cuối cùng chẳng phải vẫn là vợ tôi sao? Ừ. Anh tỉnh rồi à? Có ừ. chịu sao? Anh uống nhiều thế làm gì? Người ta không say, chỉ mỗi mình anh say. Rượu hỉ của anh, đương nhiên anh phải uống say rồi. Rượu hỉ của anh, anh cũng không nên nói hết mọi chuyện ra chứ. Anh làm họ vui đến mức suýt dỡ nóc nhà ta ra rồi. Anh đã nói gì đấy? Anh nói gì anh cũng không biết à? Anh say rồi, nói linh tinh gì đương nhiên là không biết rồi. Anh nói hết ra rồi. Hả? Cả chuyện vết máu trên giường, anh cũng nói ra rồi sao? Nói rồi. Anh còn nói, hàng ngày em ép anh rửa mặt rửa chân. Anh Đinh đặt ngay cho anh một biệt hiệu là người chồng ba rửa. Cái gã Đinh này, rượu đúng là thứ không tốt. Cả cái anh Đinh đấy cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Người chồng ba rửa một hai ba bốn tốt biệt danh người chồng ba rửa là nói ai đấy anh giang chứ ai rửa mặt rửa chân nghe nói còn rửa cả phần đó không rửa không cho lên giường chào hiệu trưởng giang đức phúc có hiệu trưởng cậu đi đâu đấy về nhà đừng về nhà nữa vợ tôi gói sủi cảo ở nhà bảo tôi gọi cậu đến ăn gói sủi cảo ạ à? vâng nào ăn sủi cảo đi cậu ăn đi nhé vâng chị làm sủi cảo ngon quá thế à nào con ăn đi giang đức phúc sao tôi thấy cậu kỳ cục thế người ta lấy vợ vui vẻ phấn chấn cậu phấn chấn quá mức đấy à em làm sao cậu làm sao cậu cũng không biết à cậu ăn cơm mà cứ như bị mắng ấy nhỏ nhẹ không có tiếng như mèo đã đành trông còn chẳng hạnh phúc chút nào cậu học ai đấy anh còn phải hỏi còn phải nói à đây là kết quả bị vợ cải tạo tôi còn nghe nói cậu thành người chồng ba sửa cậu rửa những cái gì mà thành người chồng ba sửa anh đừng nghe họ nói linh tinh họ mùa vậy thôi cậu không làm trò cười cho thiên hạ thì người ta có cười cậu không người chồng ba sửa là thế nào em hỏi cậu tái để cậu ta tự nói giang đức phúc không phải tôi phê bình cậu ban đầu cậu luôn miệng nói vào nhà tư bản để cải tạo họ tôi còn tưởng cậu là anh hùng quả cảm xông vào hang cọp ai ngờ ngược lại cậu lại bị người ta cải tạo thành cái bộ dạng khiếp nhược này cậu làm mất mặt bản thân cậu đã đành quan trọng là cậu làm mất mặt quân giải phóng anh càng nói càng quá đà rồi đấy xanh không nói cậu ấy còn làm mất mặt cả người của đảng ta đi anh quên chưa nói đấy cậu ấy làm mất thể diện của người đảng viên cậu xem nên làm thế nào đi em sửa em sẽ sửa nhất định sẽ sửa cậu sửa thế nào em sẽ uống chén rượu này một chén được không em uống hai chén không ba chén Thế còn được. Biết sai mà sửa là đồng chí tốt. Nào, cậu rót đi, tôi mời cậu một chén. Miệng cậu toàn mùi tỏi tây, về nhà cậu ăn nói với vợ thế nào? Có gì mà phải nói? Ông có mùi thế đấy. Cô ta thích gửi hay không mặc kệ. Em không bảo anh, anh cao giọng cái gì? Anh nói thay cậu ấy, dạy cậu ấy làm thế nào? Ăn sủi cảo đi, nghiện ăn tỏi tây rồi đấy hăng lên rồi đấy vợ à Anh lại ăn tỏi tây à? Khó ngửi chết đi được. Có gì mà khó ngửi? Ông có mùi thế đấy. Không ngửi thì đừng. Em nguyết cái gì? Nói cho em biết, những lời vừa rồi không chỉ là ý của lãnh đạo bọn anh, mà lãnh đạo của em cũng có ý đó. Ý gì? Ý gì à? Quản lý anh nhiều quá rồi đấy quản lý cả việc ăn uống của anh Làm anh như con mèo Không có tí sung sướng gì cả Làm mất thể diện của đảng và quân đội Dù sao thì cứ đợi đấy Làm ai mất thể diện đảng và quân đội Em bồi dưỡng thói quen vệ sinh Thói quen cuộc sống cho anh lại làm đảng và quân đội mất thể diện ư Thật không hiểu nổi anh Đừng có nằm, đứng lên Vợ à Chúng ta thương lượng một chút được không Sau này em đừng quản lý anh nhiều như vậy nữa em cứ sống theo thói quen của em anh sống theo thói quen của anh chúng ta nước sông không phạm nước giếng tây ta kết hợp được không được vậy anh tránh xa em ra nước sông không phạm nước giếng nước giếng này cứ muốn phạm nước sông ấy đấy anh buông ra hôi chết đi được em không có đủ sức đùa với anh Em làm sao thế? Cả người em dã rời. Không phải em có thai rồi chứ? Em nói sao? Em có thai rồi à? Thật không? Em không phải là bác sĩ, làm sao biết được? Chẳng phải em nói em có thai rồi à? Em vừa buồn nôn mà. Buồn nôn là có thai à? Anh giả ngốc gì chứ? có phải anh chưa kết hôn bao giờ đâu em cứ nhắc đến chuyện đó làm gì chúng ta đã nói là không nhắc đến nữa mà với lại anh kết hôn rồi nhưng chưa có con làm sao anh biết chuyện có thai được rồi coi như anh không biết đây là kiến thức thông thường không biết mà anh còn hãnh diện ư cũng có gì mà mất mặt đâu anh mà biết mấy chuyện đó thật em lại chả làm ầm lên à sao em lại làm ầm lên thôi được rồi nói chuyện nghiêm túc nào em có thai thật không nếu là thật thì sao thì ông đây giỏi quá chỉ anh giỏi thôi à đúng 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 cả em nữa cả em cũng giỏi nữa anh đã gieo hạt xong em là mảnh đất màu mỡ chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân đáng ghét không được nói lời không hay nào nào lại đây từ từ thôi từ từ bỏ tay ra nước sông không phạm nước giếng em bảo là con trai hay con gái anh càng nói càng quá rồi đấy còn chưa biết có đúng mang thai không đã hỏi trai hay gái có rồi chắc chắn có rồi mà anh còn dám khẳng định khẳng định gì là con trai thôi đi chúc mừng cô cô sắp được làm mẹ rồi thật không tất nhiên là thật rồi kiểm tra nước tiểu dương tính còn giả được sao cảm ơn chị anh đoán xem còn phải đoán sao nghe giọng của em là anh biết rồi liệu có sai không nhỉ Nghe anh hỏi kìa, sao có thể sai được? Có kết quả kiểm tra nước tiểu dấu cộng rõ ràng đây. Dấu gì? Dấu cộng à? Có dấu cộng là có thai à? Anh ngốc quá. Sao cái gì cũng không biết thế? Đúng, có dấu cộng là có thai rồi. Tốt. Cái gì? Anh có dấu cộng không ư? Tất nhiên là có rồi. Anh là bố đứa bé, sao anh lại không có chứ? Đúng chúng ta đều phải có. Anh Giang là anh phải không? Có chuyện gì vui thế? Đi vệ sinh còn phối nhạc nữa. Tất nhiên phải phối nhạc rồi, trong nước tiểu của tôi có bảo bối, ngoài mùi khai ra còn bảo bối gì nữa. Không hiểu à? Nói tranh biết trong nước tiểu của tôi có dấu cộng dấu cộng mà còn vui à đấy là bị viêm thận rồi kết hôn hay thật đấy thảo nào bọn họ toàn trốn về làm việc riêng tại sao Vợ con quây quần ấm chăn giường mà. Em cứ như là có khứu giác của loài đánh hơi ấy nhỉ, thích thế. Trưa nay anh ăn bánh bao, anh đinh cứ nhét cho anh nhánh tỏi trước mặt bao nhiêu người thế, không ăn cũng không được đúng không? Nhưng chiều nay anh ăn cả chiều lá chè rồi. Anh tránh xa em một chút đi, giờ ngửi thấy mùi này là em buồn hôn. Nghiêm trọng thế à? Thôi được rồi, vì con trai của anh, dù có muốn anh cũng không ăn nữa anh coi em không còn bằng đứa con của anh chưa thấy mặt nữa em nói anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn ăn nhắc đến con là anh bảo không ăn nữa nói là nói vậy chủ yếu vẫn là vì em nhìn bộ dạng em buồn làm sao anh nỡ chỉ khéo nói thôi chị em lắm thói xấu em làm món gì thế này nào nhanh lên chuyền về đi của chúng tôi, của chúng tôi phát bóng đi, phát đi, truyền cho anh Đinh đi, truyền đi, truyền đi, truyền đi. Tiểu Lưu, và thay tôi. Bóng hay. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi thế? Khổ cái nhà anh đâu. Về nhà cô ấy rồi đã đỡ hơn chưa đỡ gì mà đỡ ăn gì nôn nấy phiền quá phụ nữ ai chả vậy có gì mà phiền lúc vợ anh có thai cũng vậy à tôi không giống anh suốt ngày quấn quanh vợ với lại vợ tôi không yểu điệu như vợ anh đẻ ba đứa con trai rồi mỗi người một khác mà vợ anh là tiểu thư yểu điệu giai cấp tư sản vợ tôi là nhân dân lao động vợ anh cao hơn vợ tôi một bậc ý tôi không phải vậy thế ý anh là gì vợ tôi là tiểu thư yểu điệu nên việc đó quấy nôn ghê lắm vợ anh là nhân dân lao động nên không sao tôi tiếc đám thức ăn đó nôn hết cả già phí quá Nào! Là cô út. Mẹ ơi, cô út về rồi. Chị dâu, em về rồi à? Sao ấy, em dễ không đi cùng? Anh ấy có việc. Đây là dầu thơm chỗ em mới nhập thơm lắm. Ở chỗ em toàn là đồ tốt. Đồ tốt toàn chuyển đến chỗ em. Anh trai em đâu? Đến nhà văn hóa xem người ta đánh cờ vây rồi. Anh ấy nhàn hạ quá nhỉ Chị nói em nghe Từ sau khi em kết hôn Tâm trạng anh ấy tốt hẳn lên Muốn ra ngoài cũng thích tiếp xúc với người khác Có phải vì em kết hôn ra khỏi nhà này Anh chị như được giải phóng Thoải mái tự do không Đúng là nhờ phúc của em Giờ bọn chị được mở mày mở mặt Ra ngoài còn dám ngừng mặt lên đi Mẹ cháu nói Sau này không có ai dám bắt nạt chúng ta nữa nói cái kiểu gì thế sau này anh chị nói chuyện trước mặt con trẻ phải chú ý chị biết rồi em yên tâm chị nhất định sẽ chú ý em ngồi đi em cười cái gì không ngờ nhận được dầu thơm của em gái út. Rõ thật là số phận con người đúng là do ông trời sắp đặt. Em út anh nhìn đã thấy là người có phúc rồi, hơn cô chị nhiều. Em hai làm sao? Em hai không tốt số được như em út. Số phận người phụ nữ có tốt hay không còn phải xem lấy được người chồng như thế nào, đó là điều quan trọng nhất. âu dương không tốt sao em đâu có nói là không tốt nhưng không sao được với chồng của cô út đúng là suy nghĩ đàn bà ăn của người ta một ít uống của người ta một ít là không phân biệt được tốt xấu rồi sau này đừng nói như vậy trước mặt em hai nhé mỗi tối ngâm chân nước nóng dễ chịu thật đấy dễ chịu đúng không nghe em không sai chứ đúng đúng em đọc sách gì đấy anna karenina em đã đọc rồi mà đọc đi đọc lại có gì hay chứ chẳng có gì để đọc đành phải đọc thôi vẫn hay mà dù gì cũng là tác phẩm nổi tiếng tác phẩm nổi tiếng gì anh bảo em xem sách của mao chủ tịch thì em không nghe Sách của Mao Chủ tịch có thể nằm trong chăn đọc à? Thường ngày cũng có thấy em xem đâu. Thường ngày làm gì có thời gian, vừa phải đi làm, vừa phải làm việc nhà, còn phải mang thai con cho anh nữa. Được rồi, anh không nói lại được em. Tắt đèn đi ngủ đi. Sao anh cứ lên giường là ngủ thế? Anh không ngủ thì làm gì? Em cũng đâu cho anh động vào người. Nói chuyện với em. Cứ tắt đèn đã, tắt đèn rồi nói. Sao anh cứ muốn tắt đèn thế, tắt đèn rồi tối om om nói chuyện làm sao? Nói chuyện bằng mồm chứ có nói bằng mắt đâu? Không biết tiết kiệm điện gì cả, tắt đèn đi. Chỉ anh biết tiết kiệm thôi à? Ừ, anh không giống em. Người sống nghèo khổ quen rồi sẽ biết tiết kiệm. Anh lại nhắc. Chúng ta nói rồi em không nhắc đến chuyện kết hôn của anh anh cũng không được nhắc đến chuyện xuất thân của em sao anh lại nói anh nói chuyện xuất thân của em à anh nói rồi anh nói bóng gió em cản quấy quá thôi được rồi anh sai rồi anh sai rồi được chưa đi ngủ đi ngủ đi anh phải nói chuyện với em tắt đèn đã rồi nói tắt đèn đi anh nói đi nói chuyện gì tùy anh nói chuyện phiếm cũng được sao dạo này em không về nhà đẻ nữa à anh không nói em cũng quên mất anh rể em sắp về rồi đấy anh rể em về thì em phấn khích gì chứ tắt đèn đi em phấn khích ư không có à anh rể em trông như thế nào trông có xứng với chị gái em không anh ấy rất bảnh trai nhưng em không thích kiểu người như anh ấy kiểu người nào là kiểu người lúc nào cũng cho mình là đúng hết tự cho mình là đúng như thế nào khi nào gặp anh ấy anh sẽ biết nói chung là rất phiền rất phiền thì chị gái em lấy anh ta làm gì mỗi người một cảm nhận em thấy anh ta phiền nhưng chị gái em coi anh ta như báu vật điểm này em phải học tập chị em học cái gì học chị ấy coi anh như báu vật ư không được sao anh làm gì thế không được bây giờ không được đâu ghét quá nhìn gì thế chỉ một mình em đến à sao anh còn muốn cả thành phố đến đón anh ư khó khăn lắm anh mới được điều về nhà em cũng nên có thái độ chứ cả nhà đến đón anh mới gọi là có thái độ sao cảm ơn không cần thế nhưng chí ít cũng phải cử vài đại diện đến chứ anh trai em đi làm cháu em đi học chị dâu ở nhà gói sủi cảo đón tiếp anh còn ai nữa anh nói xem an kiệt đâu lấy một trung đoàn trưởng nên cao giá rồi phải không sao cô ấy không đến an kiệt có thai rồi thật à thần tốc nhỉ đúng là tốc chiến tốc thắng Em nói anh nghe, sau này bớt nói như vậy đi Nhất là ở trước mặt hai vợ chồng em ấy Đặc biệt là trước mặt trung đoàn trưởng Giang Xem bộ dạng kiêng rẻ của em kìa Một câu nhất là hai câu đặc biệt Cậu ta có gì ghê gớm chứ? Họ có gì ghê gớm chứ? Anh định làm gì? Định quyết đấu với người ta ư? Ừ. Người ta không có gì ghê gớm Đừng sau này nói chuyện anh phải khách khí một chút Cái tên Giang Phúc gì đó là người thế nào? Đã thu phục được em gái em nhanh vậy sao? Tiêu chuẩn của an kiệt cao lắm mà, quấy kiêu ngạo lắm mà, thế gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh nghĩ đây gọi là đục nước béo cỏ. Anh cứ muốn họa từ mồm mà ra, hư. xem em dọa anh kìa có đáng không? Không quản lý được cái miệng anh, sẽ có ngày anh phải chịu thiệt thòi. Xích lô. anh về rồi đây cái gì đây thiệp mời thiệp mời của ai ai mang đến anh không có mắt à không biết tự nhìn sao tổ chức vào hồi tổ chức vào hồi cũng như nhau mà khác nhau xa đấy được rồi tổ chức vào hồi 12 giờ chủ nhật tại nhà hàng Âu, khách sạn Tân Hải. Kính mời tham dự An Hân Âu Dương. Gặp hổ chặn đường rồi à? Cái gì mà hổ chặn đường, cùng lắm là một con hổ giấy. Hổ giấy cũng chặn được anh không đúng sao? Phần tử tri thức các em thật đáng ghét chỉ là cái tên được người ta gọi thôi mà Đặt cái tên lằng nhằng này làm gì Tên người ta rất hay đấy Anh xem cái chữ này đọc là Ý Có nghĩa là đức tính tốt Thế thì gọi là Âu Mỹ Đức cho xong Ý yếc cái gì nữa Anh làm người ta tức chết mà Họ nhà anh ấy là Âu Dương Là họ Phước không thể tách ra đọc được Họ Phước họ đơn gì chứ Ông cứ gọi anh ta là Lão Âu Tức lên anh sẽ gọi là Âu Mỹ Đức anh gọi luôn anh ấy là Âu Mỹ Đế đi tức lên còn có thể đánh anh ta nữa cũng không phải là không thể đâu nhá còn phải xem tâm trạng của anh và biểu hiện của anh ta danh bá đạo thế rửa tay chưa bá đạo đàn ông phải bá đạo một chút thế Âu Dương Ý cũng bá đạo thì sao người ta cũng là đàn ông đấy anh ta có thể bá đạo chứ anh ta bá đạo của anh đã anh bá đạo của anh có gì không được thế chủ nhật còn ăn uống gì nữa hai người đánh nhau cho rồi anh không ý kiến gì nhá muốn đánh trận lâu lắm rồi tay ngứa ngáy rồi đây Bảo anh đánh nhau chứ không phải đánh trận Đánh trận với đánh nhau có gì khác biệt Đánh nhau là đánh nhau Đánh trận là đánh trận Đúng rồi đánh nhau là đánh trận Đánh trận là đánh nhau Sao anh cứ phá quấy thế nhỉ Chẳng phải học theo em sao Người ta bảo gần đỏ thì đỏ Gần đen thì đen mà Là gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Đúng rồi mực là đen còn gì Giang Đức Phúc Đồ đáng ghét Anh thấy bụng em có bị lộ không? Không, không nhìn ra đâu. Anh mặc bộ âu phục màu trắng đi. Long trọng quá, có phải đi dự quốc yến đâu, không cần thiết. Lúc nào anh mới được đi dự quốc yến chứ? Bộ âu phục trắng đó bao giờ mới được diện? Nói cũng đúng. Anh chưa có cơ hội mặc nó. Em bỏ bao nhiêu tiền mua nó, để đấy phí quá. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề anh có dám mặc nó không nghe em nói kìa chỉ là một bộ âu phục thôi mà có gì không dám mặc anh dám à thế sao hôm cưới anh không mặc hôm cưới mặc cả cây trắng không may mắn lắm giờ thì không có gì là không may mắn nữa rồi chứ anh dám mặc không em tìm ra đây tìm được thì anh sẽ mặc được Người nước ngoài lạ thật, tự dưng thắt cái này làm gì? Thế này mới lên form chứ. Lên form? Form gì? Anh thấy cứ như dây treo cổ ấy. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, thắt chặt quá anh không thở nổi đâu. Được rồi, nới ra một chút. Rõ thật là trông xấu quá, giống cái dây thừng đỏ ấy, thế này mới đẹp. Anh đừng có động vào. Làm thế này xong rồi à thế nào ngài giang được chứ đẹp lắm anh cứ lén la lén lút nhìn gì vậy đừng để người quen nhìn thấy nhất là lão đinh anh ta nhìn thấy thì sao đúng lúc cho anh ta sáng mắt ra anh ta mà sáng mắt ra thì anh sẽ phải chịu tội anh Đinh kìa, đâu đâu? Không phải kia sao? Đâu, đâu? Em đùa anh đấy, không phải đâu, trốn gì chứ. Anh đúng là ấm đầu rồi, bị em khích cho quay cuồng, mặc cái đồ dở hơi này ra ngoài vừa phải chịu tội, vừa mất mặt. Mất mặt gì? Anh không thấy vừa nãy mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ ư? Đấy là ngưỡng mộ à? Sao anh không nhận ra? trời ơi anh đinh đừng dọa anh nữa dọa nữa là anh tiểu ra quần đấy thật đấy anh nhìn kìa chết rồi chạy mau mau chạy thôi chạy gì chứ đừng có chạy em không chạy được muốn chạy anh tự chạy đi đúng là ghét của nào trời trao của ấy trông anh sợ kìa anh ta thì có gì đáng sợ chứ anh ta không phải hổ có thể ăn thịt anh được ư anh cứ đàng hoàng đĩnh đạc đi đến trước mặt anh ta xem miệng thối của anh ta có thả ra được ngà voi không anh đinh ra ngoài sao ừ tôi ra ngoài mua chút đồ mua được hai quyển sách sách gì thế cách chơi cờ vậy sau này anh ấy không chơi lại được anh rồi cũng chưa chắc anh đinh khiêm tốn quá anh xem anh ấy mặc đồ âu thế nào có đẹp không đẹp lắm rất đẹp. Đấy, anh Đinh cũng bảo rất đẹp rồi. Anh còn nói chắc chắn người ta nhìn không quen. Anh Đinh là người có văn hóa sao lại nhìn không quen, đúng không anh Đinh? Đúng đúng. Anh làm gì mà nháy mắt hả? Được. Hai người giở trò gì phải không? Anh biết nói dối nhỉ? Cái đồ này thì có gì đẹp? Phần tử tri thức các người toàn nói linh tinh. Anh đúng là chư bắt giới không nhận sai còn trách người khác. Hai vợ chồng nhà anh chơi song hoàng tuyệt lắm. Bởi vài trăm. Anh, anh rể. Mọi người đến cả rồi à? Chào mọi người. Trung đoàn trưởng Giang. Anh Thìn, chú ơi quần áo chú đẹp quá là quần áo đẹp hay là người đẹp đều đẹp rất bảnh bao đúng đúng người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp đúng đúng chị bĩu môi gì chứ chẳng lẽ không đẹp ư em nói linh tinh gì chứ chị đâu dám bĩu môi anh ấy mặc âu phục có đẹp không đẹp anh rể có đẹp không đẹp đẹp xem em kìa cứ như là ép người ta ấy Chị còn không mau giới thiệu đi Được để chị giới thiệu Đây là chồng tôi Âu Dương Ý Đây là chồng của An Kiệt Trung đoàn trưởng Giang Tôi là Giang Đức Phúc Chào chú tôi là Âu Dương Ý Họ đều cảm thấy tên của tôi rất khó nghe khó gọi Tôi không có ý đó Em gái chị có ý đó Tôi cứ nghĩ chị cũng có ý như vậy Cô ấy là cô ấy tôi là tôi Đừng gộp hai chúng tôi làm một nhé Hai người quả là cùng một cảnh Sao lại không gộp làm một được đúng không Lão Âu Sao em lại véo anh? Anh gọi là lão Âu không được à? Lão Âu, tôi gọi vậy anh không ý kiến gì chứ? Tôi không ý kiến gì gọi thế nào cũng được. Em xem, người ta còn không có ý kiến gì. Em ý kiến gay gắt quá làm gì. Anh nên gọi là anh rể, thật không có nề nếp gì. Gọi là lão Âu cũng được, chỉ là cách xưng hô thôi mà. Không gọi anh là anh cả. Gọi là lão An được không? Được, thế nào cũng được. Anh không rắc rối như vậy. Lão An, mau vào bàn thôi. Đúng rồi, vào bàn đi. Nào, mọi người ngồi đi có ai uống cà phê không em uống cà phê tất nhiên là em uống cà phê rồi lâu lắm không uống cà phê ở đây rồi trông em phấn khích kìa